Malamed Bình Dương xin chào bà con cô bác, quý cô chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương nha. Hiện tại thì team máu tím đã tới ngôi nhà của cụ bà 80 tuổi ha. Chắc không cần đâu bà xã. Không cần đâu chị. Rồi. Cái đó là biết cái gì không? Đây, team máu tím là vừa cập bến là rất là đông ha. Dạ, tụi con chào bà ha, tụi con chào chú vừa tới. Chờ tới nha. Không cho mày ra nữa. Không cho mày nha. Bây giờ anh em mình vô dọn nhà đi hết còn. Sơn thì Sơn ngồi để cái gì? Mai làm. Rất là đông luôn. Hôm nay team máu tím là để coi bao nhiêu thành viên nha. 2 4 6 8 10 12 4 15 người. 15 thành viên. Dạ. Thôi vô dọn. Rồi bây giờ mình Phan, mình chưa dọn mà mình đem vô làm chi? Từ từ. Anh ơi. Chưa dọn mà, mình cứ để ngoài đây đi. Mình bỏ đồ ở ngoài đi, mình dọn xong. Đó, mình để hết tất cả những cái đồ mới ở ngoài đây ha. Thì hôm nay là team áo tím cập bến mua nè. Đây là cái sống chén ha. Rồi cái này là cái nồi cơm điện. Tiếp theo là cái đồ lau nhà. Rồi xô, thùng, thao, chậu, các loại chén, dĩa, muỗng, đũa, nước tẩy bồn, cầu, đồ rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà để tụi con hướng dẫn cho chú với là bà xài ha, để sử dụng. Nói chung là dạ, nó hướng dẫn sao. Thì trước tiên bây giờ là tụi con là chào bà với là chào chú ha. Thì bây giờ tụi con xin phép để dọn dẹp. Dạ, bà thì cũng đã tâm bà cũng được bà hưng đẳng rồi chút hưng đẳng nha. Trời thì đang mưa nè. Trời đang mưa ngoài đây ha. Chị Hưng cầm cái máy em. Bây giờ là chú Hành là xưng phong dọn toilet trước ha. Dạ bây giờ là bỏ ngoài đi, mình dọn dẹp cái. Bây giờ mình cứ để ngoài đây trước đi chú. Bây giờ mình lấy cái mùi nhùi ha. Đó. Ủa bà là sao? Bà là sao của chú? Mẹ nuôi. Đúng rồi. Rồi, cái chai rửa bồn cầu. Hồi nãy mình quên mua cái cây thật chọt rửa bồn cầu ha. Rồi bây giờ em cầm đi, anh vô anh phụ. Đó, mỗi người một tay ha, làm cho nó lẹ. Bây giờ ai quay á thì cầm ai quay còn lại hỗ trợ nha. Anh ơi, anh vậy hả, gọi cái chân này ra cho nó nhẹ bớt được. Con trai hả? Chú có mấy? Bây giờ cái chai bà năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Ở nhà chị lo cho bà thôi, có làm gì không? Không có lợi gì. Cầm em nữa. Đừng bấm cái nút nha, đừng bấm nút nha. Rồi. Cầm một số, bấm một số. Rồi. Mang khẩu trang vô tí. Mang khẩu trang vô. Có khẩu trang không? Khẩu trang hả? Anh không có, em có không? Có một tấm lòng rất là cao. Mang khẩu trang vô Phan ơi. Mấy anh em giờ bắt đầu là dọn. Mang khẩu trang vô con. Mang khẩu trang vô cho sạch sẽ chút xíu. Kẹt của tôi cho tôi. Tiểu cầm cây này cho chị. Rồi. Là nãy giờ có quay không? Nãy giờ vô trọng quá. Đỡ bà. Ai ngờ mới được. 1, 2, 3. Bữa nay thấy cái gì quá trời. Mới đi được.
Dạ. Ủa vậy là bà đi được hả? Đi được. Dạ. Cái bàn nè. Đi bàn được chứ không được. Dạ. Không nhưng mà chân yếu lắm. Để mấy anh đỡ bà luôn. Bà đi chơi dài luôn. Chân yếu lắm. Cái này giờ biết mình nên đứng đâu lên. Cái bàn thờ đó đừng có. Cái này là phải quét bữa trước rồi mới. Thôi lỡ rồi, thì Duyên ơi, để bữa sau mình đem. Cái này là cái buồn của bà cụ. Rất là tối. Cái này, kêu vào sẵn một bóng đèn luôn. Hết rồi, coi chừng điện mở cái ấy lên mới được nha. Mở ra đèn lát lên đi. Cái này giống như là bóng điện qua cho nó sáng. Thôi để nó đi, anh vào mua cái mới rồi anh ơi. Mua cái mới đi. Không có cái biết làm sao đây mà. Bữa nay là lần đầu tiên. Đi điện thôi, đặng nó có công dây ra. Thằng công vô nhà bếp nè, nhà tắm nè. Không, gắn cái bóng đèn lại, nhà tắm nó sáng luôn. Ờ. Giờ mình đang đem cái thức xếp ra. Rồi. Mình sợ có gì mà bỏ xong rồi mới móc lấy tiền xe đó. Mua cái mới quá mà. Mấy cái này. Mấy cái này bỏ luôn hay gì chị? Thôi em nghĩ là em bỏ chứ giờ có làm gì đâu con. Mà không bỏ ra ngoài sao dọn được. Bỏ ra ngoài đi ha, chú có gì mà hỏi chú có cần thì đem vô. Vậy đó, cái nào cần thì mấy cái này bỏ hết. Dạ. Mấy cái này bỏ hết. Rồi cũng biết mà chưa biết mà già dùng cái này bỏ. Chị thấy bỏ đi cho đợi hết hạn ăn chết luôn. Ừ, bỏ đi đi. Rồi cho em leo lên. Mở đèn cho nó sáng luôn. Ủa mà này cúp điện chưa? Lau nước chưa hả? Lau khô chưa? Từ. La đợi nước đi để mua còn mới về gắn cho nó sáng. Rồi mở lên. Rồi mở lên đi. Wow, tạm sáng lắm để sáng thôi. Anh biết sửa điện rồi. Trời ơi đồ cổ nè. Ui, cái này tối quá. Tối lắm, phải có bóng đèn nào câu dây bóng đèn này nè. Từ từ đang cho con. Đang mấy cái đúng ví dụ không nghe kiểm tra bây giờ vào cái tủ này rồi vào cái tủ này luôn khi tôi cái ra ôi bây giờ mời cô chú anh chị có đây lấy nón rồi không anh có được rồi từ từ từ
để mình đem lên chuồng gà ra mới được. Đi chuồng gà ra. Đem chuồng gà ra. Ngưỡng tay, ngưỡng tay. Mọi người ơi, đây nè, đây nè, ban đầu ở đây nè, làm gì đó vậy? Chuyện quá chuyện đó. Chuyện đâu đó nè. Chuyện đâu đó nè. Đây nè, ba cái đồi một. Đây 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 cái nào đó không phải nó hết rồi. Ba đồng chiếc da giòn kì. Thêm mấy cái này cũng phải cho bộ cam nha. Cho bộ cam nha, đây ghê lắm. Ơi. Đúng rồi mấy cái búa đồ này của nhà bếp này giúp. Ơi. Hai chặt đầu. Anh nghe ý nữa đi ông trời. 200 năm về trước. Đây lấy chỗ quá. Đây đây là nó. Trời. Con thằng làm. Gì vậy? Cái nhà đây là hồi giờ không biết nhậu luôn á. Không có quét. Coi nè, cái tủ nè. Bây giờ có cái hàng nào cho đừng mới cái sàn lông quét. Coi đây là tủ con nè. Trời ơi. Quỷ nè, quỷ nè, quỷ nè. Để khiêng ra đi, mình hãy gặp khiêng ra đi. Ê. Chào mong. Khiêng ra đi, mình hãy gặp khiêng ra đi. Bỏ đi đi. Khiêng ra đi. Anh đi mình khiêng ra nè. Khiêng tủ này ra đi, khiêng tủ này. Cái này hạt đều không? Đi đi đi. Dạ, rồi khiêng luôn. Nằm ở cái đây nghe chứ có phải 6 mấy người khiêng nè. À. Cái gì vậy không? Chị đừng có kéo, từ từ gấp. Cái gì ngã không? Ê, coi chừng ngã đổ ở bên. Không có, khiêng bỏ ở bên trong kìa, coi chừng kìa. Từ từ từ. Coi chừng ở bên trong nha. Ơ, ơ, bên bên ngồi vậy, giữ đi. Anh ra đây, ra đây, đi em đây. Rồi. Ê, vậy là một cái chữ nè. Ôi, coi nè. Nhẹ, 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 nhẹ. Nhẹ, 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 đó, đó, cho hai người dưới đây, hai người theo đi. Mấy bom đừng xịt cho ướt nha. Là đầu tiên là thịt tiên ở một cái nơi mà kệ đó có cái chỗ là cái chỗ đó. Cái chỗ đó anh chị là do là chắc là do sức khỏe của bà không có, do bà già yếu nè. Kêu vào mua cho cái ống nước ra để xịt nước đi. Rất là khó khăn cô anh chị. Bây giờ tới ở trong, tới mua. Cái này mà có cái ống nước. Đúng rồi, cái này phải có ống nước rồi. Mấy cái này giờ cái luôn đi, đâu mình rửa xong rồi bỏ vô. Dạ, hết luôn á. Lấy ra luôn, lấy ra. Cái vườn của chú, coi cái gì mình kiểm tra mình bỏ đi. Rồi, xin phép ông táo luôn. Có cái đình biến ông đi gọi bên trong sạc câu. Được, 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 năm năm gì trước cái này bỏ hết luôn chị. Không, bỏ, không, 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 không. Cái này là 2 năm trước tình đều được đưa cho qua năm nè. Chỗ con nè. Mày bỏ đi. Bỏ hết chưa kịp mua đồ nữa. Chưa kịp mua đồ nữa. Chưa kịp mua đồ nữa. Bỏ hết rồi chiều lấy gì mà. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Cái này là bỏ cái xà bông. Xà bông nè. Bỏ người gì đó này. Đồ quét là hết rồi, bắt đầu là mình cái nước mình trà rửa hết. Đồ lấy một luôn sạch sẽ. Từ từ để có bóng đèn ở chỗ sáng hả? Dạ. Lên lên nước, lên lên hàn. Ông ra tôi nhờ cái đem Thành ơi. Đồ ơi, đó nhà. Chú Thành. Quét quét ra đi. Chú vô ra kia đi. Đồ ơi, ở đây rồi. Nước, từ từ quét sạch sẽ cho mình thấy nước. Quét ra. Kinh khủng á, đầu tiên thấy cái nhà. Rồi bây giờ vô buồn, vô buồn, vô buồn. Vô đây, đây xong có tới gì đây á. Vô anh ơi, từ từ. Đây, đây, đây. Rồi. Không thể tin được. Như là lần đầu tiên em mới thấy luôn á. Có
bà không cho dọn dẹp, tôi đưa kệ. À đi đi. Em chạy về con vô đi lấy đơn hàng cái đó người ta đang chờ mấy giờ. Đây có hôm mà kéo ống mà rửa trà xong rồi lấy ra cây cào cào á. Quét cho bà sẵn cho. Dạ. Chắc lấy ghế á, gõ lên hơn nữa là cũng chút nữa có ướt hơn nhiều. Tối mà lấy sao mà ngủ được. Có mấy cái cá mồi đó tìm hết nạn rồi đó. Bộ áo vàng với anh yêu. Trong dầu giờ thì mới qua. Đem khẩu trang chia ra chứ. Đem khẩu trang vô kìa. Kêu anh Minh đem khẩu trang. Cho anh Minh cái này để vô. Đưa một cái nữa. Hết, lấy một cái khẩu trang đó. Hết được rồi. Bây giờ mấy cái móc này chắc mình rửa được, rồi chưa được lại nè. Đem luôn. Vậy bỏ nó hết đi. Bỏ hết đi. Em mua hết. Dạ, cái nào ấy phụ quá bỏ đi bà ơi, mấy cái này. Trời ơi, cho bỏ. Không cho bỏ hả? Đồ đó bà không cho bỏ. Bà không cho bỏ hả? Cái này là mấy nghe nhặt giờ mới hẩm mặn cái cũ bỏ không bỏ được. Bà cũng cho bỏ đồ đó hả? Đồ nhà bỏ hết đồ đây nước cho bộ cũ rồi ở ngoài hấp. Hấp được chứ. Đâu rửa bà ở ngoài rồi. Trời vô cái tủ luôn đi đâu. Em làm sao dục của con? Bà là bà không cho bỏ. Đợi đi. Bà cứ bà nói cứ đãi gì đi. Ừ, bây giờ đâu giống kiêng ra đâu, kiêng ra là bỏ luôn á. Tủ lạnh gì đâu? Chưa anh, ngày mai đâu. Tại giờ mình chưa dọn dẹp, chưa rửa đâu có đem về được, phải không? Ngày mai tủ lạnh hả? Dạ, để phải gọn đồ hết. Dạ, rửa sạch hết rồi, muốn mua gì mua, bây giờ sao? Về để đâu? Tủ lạnh đừng có mua trước, mua có một thầu. Có gạo nó là ghê, có bao gạo nó nè. Thì chắc là anh yêu cũng sẽ mua đó, nãy anh yêu nói. Cái này sao trước với đồ ăn này kia thôi. Nãy giờ anh ngủ đâu vậy anh Minh? Cô nhớ rồi tâm trên xe. Rồi nãy còn xa cái phòng bắt ốc vô để gọn góp phòng đó là xong đó. Đúng rồi. Đi xa mà mấy trăm cây số rồi. Ủa cái thao nó có cái ông thật sự có cái hả? Vậy? Rửa cái thao đó đâu cần rửa mà rửa cái thao đó để ngủ chưa? Rửa thì cực kỳ chạy. Bỏ đi, nhiêu nó mua cái khác, đừng có rửa. Rửa cái thao mà rửa. Rửa nó tốt thì rửa thôi, cái nào đó thì mình bỏ đi. Rửa cái thao đó. 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 Rửa c
Thấy nó đi đây chị có chị phụ mới nói không được tại vì em đi phụ cái chị đây để cầm thôi. Cái này là chưa lên nhìn là nghe cái ổ điện nó hỏi lên chết điện xuất có điện không ta? Có điện á, em tắt điện đó. Ok. Mấy chạy xuyên đèn bỏ đi là hay là có bình giáo chứ. Cái đó là chất đèn dưới thì cho bích mà kiểm tra là có cái gì á mấy thì trong đây chẳng biết bà cụ có ngủ không nữa ha. Cứ lấy đèn thì trước thì chị chứ không chưa biết được đâu. Bây giờ nghe trước thì còn anh về thôi duyên lấy đơn hàng thì đó ổ điện đại nhé chị một lon đó con về á con vô liền giờ bằng sao rửa tay bớt á. À, thông báo nghe cái này là giấy tờ quan trọng nha, không có được đốt bữa lại nhưng mà cái này phải là chúng ta sẽ đốt nha. Giấy tờ đó này của mẹ này cái dây vòng nè cái này cho tôi bà. Này của mẹ bỏ hết quần áo luôn bà cụ. Sao bây giờ ta phải cấp điện mà quăng cái này thấy cái này cái đường chứ đẩy gì mà không được hết. Không 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 đụng cái này chung đi ra đi ngoài đi. Ở đây ha để vô nhà trước. Xin lỗi chị, xin lỗi. Gì hư, hư cái đất hả? Hư cái đất rồi. Hư cái ông mê rồi. Là cái gì? Là khi mình dặn cái giường ở đây mình quét ở trong luôn. Dạ cái giường ra. Ừ, cho hộp ra, hộp ra chứ tiểu, chứ tiểu. Ở đây nghe cái áp anh qua trong tối là nó bị nổ nha. Em nổ rồi mở lên ý em nói là em không có bị nổ rồi. Có bóng đèn là tương thai có bóng đèn bóng đèn đúng không? Giờ hai bóng này đi bóng này trăm là bóng này trăm cho mình thấy đường làm nè. Tắt điện lên cái hãng nha. Ê có chừng điện rồi nha. Để con giao điện cho đàng hoàng nha. Để cúp điện nha chồng ơi. Ghế nè, ghế nè. Đúng rồi. Bây giờ kiếm cái cầu dao đây đang quấn cái này lại cái nè, để thấy ghê quá trời nè. Nguy hiểm quá. Ghe nó bóng đèn đâu. Có cầm không? Chưa. Nóng quá. Có rồi, chụp nước rồi. Rồi, lên, sáng đèn. Rồi, bỏ đèn, bỏ đèn. Bỏ sáng luôn. Ra đây mấy cái này giờ bỏ hết đi chú.
đừng có giờ mà đem vô nữa là nó hôi dữ lắm luôn. Cái bỏ đi. Còn có bằng được đâu. Hai à? Ồ, chị Hai muốn hỏi luôn rồi. Cái đẹp này chắc hỏi anh đi qua. Bỏ anh đi rồi, đi về có việc à. Cái nệm mà bỏ luôn ơi. Ừ. Bây giờ con nằm đây không tới rồi nè. Thôi em đi bỏ nè. Ai cao ta. Tới nè, bên tới không? Lên tới rồi. Cái ghế nữa. Ghế chồng ghế. Thôi cao hơn 1m65 không? Ghế dạ. Dặn bóng bàn. Cảm ơn chị bên tới không? Rồi. Anh Minh lên rồi. Bên tới nè. Nè, cho đi hai cái nè. Lấy xuống rồi. Dẫn trên mới giặt được. Phải không? Không phải kiếm cái nữa. Chưa tới. Cố lên anh. Tự nhiên mà nó đứt luôn cái đầu gì vậy hả? Rồi. Rồi, ok rồi. Ủa, dân bóng mới hả? Dạ, bóng mới hết luôn. Bóng mới luôn. Điểm quần nó có điểm, nó không có điểm được đâu. Rồi. Đèn sáng hay khách không tiền điện. Đèn tiết kiệm mà. Rồi sao không quá. Ủa anh mua cái hai bóng hả? Hai bóng hả? Hai bóng nó ngày sau nó cho sáng. Ủa mấy anh em nãy giờ làm gì lắm không ngồi mình. Mình tới đây không sáng hả? Mình đây là chị Bích cứ an tâm đang quét cho chú anh chị. Bước nè. Ở trong này chắc mình phải dùng chổi cho mình. Đứng chê vô. Tôi chờ nãy giờ rồi. Ôi con gái tôi. Đứng chê. Nhà tắm. Em ra. Cái này chờ mua chứ không chờ mua là lấy đốt luôn. Có ông điện mà đâu có cái chui đâu mà gắn đèn được. Không được. Để cần em tặng cho bà cô này một cái món quà rất là ý nghĩa, muốn là có giá trị không cao. Ý nghĩa mà giá trị không có cao. Để coi món quà gì vậy. Món quà bà rất là thiệt luôn. Bà dự đoán có món quà gì bà? Dự đoán nữa bà? Đồ biết gì rồi, tao đoán chứ. Lựu vàng SCC. Được rồi. Chai dầu gió sao? Dầu gió hiệp của nó. Dầu. Đây nè, cái dầu gió này rất là tốt. Nè bà xã, chỉ cho coi nè. Bị cảm này kia rồi. Cái gì vậy? Cái đường rơi này tôi gặp. Cái này là hôm qua anh dạo thấy anh chỉ là rất là anh lên bài quên rồi. Ghê chưa? Anh vào anh phát hiện á. Cái này giờ mình chùi rửa mình đem ra làm sao. Này là mình chùi rửa. Chùi rửa. Rửa rồi. Đây con chỉ ông chắc ông biết mở cái này đâu. Đây, ở đây mở cái này. Lấy nước cho sao. Chắc hồ phải lấy nước rồi. Để cả mà đã có nước rồi ta. Chặt mảnh vậy cô làm chi nghiệp từ xưa giờ đây rồi. Mình nấu chảo nhau thôi, mà đừng nên cãi gì hết. Mình đến đây là để giúp đỡ bà và mấy em. Năm nay thấy dùng cỡ này hợp lý không nè? Đúng rồi, lấy cái gắn xuống là cái đó vừa đó.
chú Huỳnh đang chăm con bé. Đây quá cái dữ á. Rồi anh em mình xách nước bạn ơi. Cô ca bà ơi. Chết mở đâu, đèn cho anh Thành nóng trà trong người mình mấy cái đường. Bây giờ mình xịt rửa xong trước rồi mình để lên cái giường.